mang trong mình sứ mệnh tiên phong sáng tạo concept bất động sản. BHS Group ra đời với định hướng trở thành đơn vị tư vấn phát triển bất động sản và triển khai bán hàng số 1 Việt Nam. Ông Nguyễn Thọ Tuyển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chuyên gia cao cấp và là nhà phát triển bất động sản với 12 năm kinh nghiệm. Ông Lê Xuân Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, nhà lãnh đạo tài ba với hơn 11 năm chinh chiến tại thị trường bất động sản. Ông Trương Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhà điều hành bất động sản cấp cao với hơn 12 năm kinh nghiệm. Ông Kính Công Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bậc thầy quản lý bất động sản với hơn 11 năm thực chiến. Dưới sự chèo lái vững chắc của 4 lãnh đạo kiệt xuất cùng đội ngũ nhân sự mang trong mình đam mê và nhiệt huyết, BHS Group cung cấp 6 nghiệp vụ chính sẽ đem đến các giải pháp tư vấn tối ưu nhất cho chủ đầu tư, đem lại những sản phẩm có giá trị thực, tính thanh khoản cao cho thị trường. Với hơn 12 năm kinh nghiệm thực chiến trên thị trường bất động sản, BHS Group đã nghiên cứu hơn 1.500 sản phẩm và triển khai hơn 300 dự án. BHS Group, văn hóa làm nên sự khác biệt. Lấy con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, nâng niu, chia sẻ, tạo cơ hội phát triển là kim chỉ nam cho việc xây dựng văn hóa. BHS luôn chú trọng tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng để trở thành miền đất hạnh phúc, làm nền tảng cho sự sáng tạo và tài năng của người BHS. Hơn 20 sự kiện nội bộ được tổ chức hàng năm. BHS sinh ra giữa cuộc khủng hoảng của thế giới, nhưng chúng tôi không chùn bước. Chúng tôi lớn lên trong cơn bão và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giống như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Thọ Tuyển đã từng nói: hãy nhảy múa trong cơn bão vì bạn không thể có cơ hội nào tốt hơn để có một tuyệt phẩm để đời.